Xin chào mọi người, mời mọi người ăn xoài với Thảo nha. Xoài bữa nay Thảo Thảo cắt ra rồi Thảo trộn với muối tôm mọi người. Đó. Giờ mình ăn nha. Thèm lắm rồi, chảy nước miếng. Bữa nay họ để giỏ luôn. Cái muối này đúng cay luôn mọi người. Ngon. Cay. Cay mà ngon. Quá lạ luôn. Thèm cái ăn đã mọi người. Để giỏ mình ăn á nó sẽ dai hơn. Bình thường Thảo ăn Thảo cũng không có để giỏ, cay quá. Có muốn ăn không? Đi con, đi lên lầu cũng được, con lên lầu đi. Cái này đó ăn không hết, để vô tủ, để vô tủ lạnh, khi nào thèm là bóc miếng. Không có chua nhiều mà nó cay với mọi người. Rồi, bye bye.